Xin kính thưa chủ tịch đoàn, kính thưa các quý đại biểu. Hôm nay tôi xin trình bày cái chủ đề hình ảnh tổn thương thần kinh trung ương ở bệnh nhân nhiễm COVID-19. Thì chúng ta vẫn thường nghe là cái thăm khám về tổn thương về X quang phổi cũng như là cái cắt lớp vi tính phổi và cái tổn thương thần kinh thì ít khi mà chúng ta được các cái chỉ định trong cái giai đoạn đầu tiên. Và đây là cái tổn thương mà chúng ta chỉ định trong các cái bệnh nhân được theo dõi trong quá trình điều trị cũng như là sau này. Như chúng ta biết, tức là đại dịch COVID-19 thì cái tác nhân chính là cái SARS-CoV-2 virus và các cái biến thể của nó. Thì những cái ca đầu tiên được công bố vào tháng 12 năm 2019 với cái tâm dịch là thành phố Vũ Hán, và đến hôm nay thì đã được 1 năm và 260 ngày. Từ Việt Nam thì cái ca đầu tiên được công bố vào ngày 23 tháng 1 2020, và đến nay đã 1 năm 7 tháng. Và sau đó thì 11 tháng 3 2020 thì WHO đã ra tuyên bố là đại dịch toàn cầu. Cái đường lây truyền chủ yếu là qua hô hấp theo các cái giọt bắn và các cái khoảng cách thì từ 1 mét đến 2 mét trong các cái không khí tiếp xúc gần với lại người bệnh, và nó gây ra rất nhiều các cái thiệt hại. Và đến nay thì chúng ta đã thấy rõ các cái hậu quả. Cái hình thái của virus SARS-CoV-2 rất là đẹp như chúng ta quan sát thấy trên hình ảnh. Thì con số hiện nay ở Việt Nam thì chúng ta như con số hiện nay là từ tháng 7 hiện nay thì con số đi theo một cái đường đứng lên trên, và hiện nay chưa thấy có cái dừng lại. Về cái con số nhiễm cũng như là cái con số tử vong, và chúng ta thấy là cái tốc độ hiện nay đang tình trạng ở Việt Nam là như thế. Còn trên thế giới hiện nay thì chúng ta thấy là vẫn cứ tăng dần đều, chưa có cái điểm dừng. Đây là cái con số tử vong ở trên thế giới. Các cái triệu chứng thì chúng ta thấy là liên quan chủ yếu đến đường các cái đường hô hấp, các triệu chứng sốt và các cái mất khứu giác, khó thở, các cái triệu chứng khác liên quan đến toàn thân do cái cơ chế miễn dịch cũng như là các cái loạn đông máu cũng như là các cái thay đổi về hô hấp. Thì trong đó các triệu chứng liên quan đến thần kinh, các cái biểu hiện về các cái khó thức dậy, lũ lẫn mà bất thường về các cái dấu hiệu về thần kinh. Thì đây là cái tổn thương của nó thì không phải là chỉ hô hấp không, mà tổn thương là đa phủ tạng, đến giai đoạn sau là đa phủ tạng do cái cơ chế gây bệnh. Thì cơ chế bệnh sinh của tổn thương thần kinh trung ương đối với lại nhân bị COVID-19 thì chia làm 3 nhóm chính liên quan đến các cái đáp ứng miễn dịch và sự miễn nhiễm của COVID-19 sớm hay muộn gây ra các cái cơn bão cytokine, gây ra tăng đông, đặc biệt là các cái vị trí của các cái động mạch phổi cũng như là các cái động mạch khác trên thần kinh. Và các cái bệnh sinh tổn thương tuyến trung ương liên quan đến diễn biến trong quá trình điều trị như nằm viện kéo dài khi thiếu oxy, sử dụng các cái thuốc, số lượng đông máu, các cái bệnh nền bệnh nhân có sẵn. Và một cái giả thuyết liên quan đến virus xâm nhập cái thần kinh trực tiếp qua các cái cụ thể ACE2 của các niêm mạc mũi và gây ra các cái tổn thương bất ngờ do cái tổn thương của hành khíu. Và một số ít thì các cái xét nghiệm dịch não tủy cũng có những cái bằng chứng liên quan đến SARS-CoV-2 nhưng mà cái tỷ lệ rất ít, và các cái cơ chế liên quan phối hợp các cái tổn thương trên gây ra các cái biểu hiện toàn thân cũng như là biểu hiện thần kinh trung ương. Thì trong các cái nhóm liên quan các triệu chứng lâm sàng thì chúng ta có thể thấy ở đây tức là liên quan đến đáp ứng viêm quá mức thì gây ra các cơn bão cytokine, tình trạng đông máu hoặc các miễn dịch chậm thì gây ra các biểu hiện của huyết khối tắc mạch và các cái biểu hiện xuất huyết, các cái thay đổi về chất trắng, các cái nhiễm độc thể chai, viêm não, huyết khối tắc mạch, xuất huyết, các cái biến đáp ứng miễn dịch chậm, các cái hội chứng Guillain-Barré hoặc là cái thay đổi chất trắng, các cái liên quan trong quá trình nằm viện liên quan sử dụng thuốc hoặc là thiếu oxy hoặc là ngừng tim, hoặc là liên quan đến các cái thuốc điều trị liên quan đến lọc máu thì gây ra những cái hình ảnh bệnh cảnh lâm sàng trên chúng ta thấy đấy là xuất huyết hoặc tổn thương chất trắng, tổn thương não cấp do oxy, nhiễm độc thần kinh, các cái hội chứng press, chứng não sau hồi phục, hoặc là các giả thuyết liên quan đến virus xâm nhập trực tiếp thì gây ra tổn thương viêm não màng não hoặc là tổn thương bất ích khác, mất khứu giác. Tuy nhiên các cái tổn thương viêm não màng não cũng có thể là liên quan đến các cái cơ chế do miễn dịch. Các hình ảnh học tổn thương thần kinh trên bệnh nhân bị nhiễm COVID-19 ấy, thì có thể là những cái tổn thương này chúng ta thấy trong quá trình bệnh nhân nằm viện xuất hiện những dấu hiệu thần kinh, bệnh nhân được đi chiếu chụp trong đó chụp các lớp vi tính hoặc cổng từ. Còn sau này những tổn thương này thì sau thời gian thì chúng ta có thể thăm khám hình ảnh trên những bệnh nhân mà sau mắc COVID thì chúng ta có thể để ý và có thể là những hình ảnh chúng ta có thể ghi nhận được sau hậu quả sau COVID. Thì các cái tổn thương thần kinh có thể chiếm là khoảng độ trên 35%. Các cái thống kê đa số là các tổn thương không đặc hiệu, thì các cái hình ảnh tổn thương có thể gặp thì đã được đề cập trong các cái rất nhiều các cái báo cáo gần đây.
thì giống như là các cái mô hình, các cái loại hình triệu chứng lâm sàng mà dựa trên các cơ chế thì chúng ta có các cái tổn thương liên quan đến nhồi máu xuất huyết, các cái đột quỵ trắng, các vi xuất huyết, các triệu chứng Guillain-Barré và đột quỵ chất trắng chúng tôi vừa mô tả trên. Tôi sẽ trình bày chi tiết các cái hình ảnh ở đây, các cái công bố nghiên cứu và đã chỉ ra các cái số liệu rất là tổn thương rất là đa dạng. Ở đây một nghiên cứu ở Italia thì nghiên cứu chắc trên cái 725 bệnh nhân COVID được chẩn đoán xác định PCR dương tính trong vòng có hơn một tháng thôi. Ở trong đó thì có 108 bệnh nhân chiếm 15% có triệu chứng thần kinh từ 80 ngày. Các lưu ý tính và cộng từ thì trong đó thì chỉ có 20 bệnh nhân được thăm khám bằng cái cộng từ. Thì ghi nhận là có 47% trong cái nhóm bệnh nhân có triệu chứng này thì có cái bất thường về thần kinh, trong đấy là tỷ lệ người máu não 94%, chảy máu 5,6%. Thì trong số bệnh nhân mà có chụp cộng từ để đánh giá các cái bệnh lý nó sâu hơn, phát hiện các cái hội chứng liên quan press là chiếm 5%, các bệnh lý cấp chiếm khoảng 5%. Thì trong số các cái nhóm bệnh nhân mà liên quan đến các cái đột quỵ thì chúng ta thấy là cái tỷ lệ chảy máu do tác động mạch lớn hoặc tác động mạch nhỏ, các cái vi mạch thì tỷ lệ tác động mạch lớn chiếm nhiều hơn, và các tổn thương của các cái vùng nhân sám cũng như là cái vùng ranh giới hoặc là tổn thương oxy. Các cái tổn thương chảy máu thì từ máu thùy hoặc là các cái vi chảy máu. Còn các cái tổn thương trên cổng từ những cái thay đổi chất trắng trên các hình ảnh xung T2 hoặc FLE thì chúng ta có thể thấy là những cái tổn thương chất trắng của không vật liệu hoặc là tổn thương của dưới vỏ cũng như là nền, thì đây là những cái con số mà các cái tỷ lệ mà chúng ta có thể gặp trong khi chúng ta thăm khám. Đây là một cái nghiên cứu khác tại Pháp trên 16 các cái trung tâm trong khoảng một tháng năm 2020 trên cái bệnh nhân COVID-19 thì có 37 trên 190 bệnh nhân nặng để có bất thường não trên cổng từ. Thì trong cái nghiên cứu này thì nó không thu thập những bệnh nhân mà có các cái chẩn đoán là nhồi máu động mạch hoặc là huyết khối tĩnh mạch, tổn thương mãn tính, tức là nhóm các bệnh nhân các cái tổn thương khác. Thì phân bố các cái tổn thương trong cái nghiên cứu này thấy là gì, là 43% các tổn thương là thùy thái dương trong trên flare hoặc là trên sung diffusion, và các cái tổn thương này 30% trường hợp là tổn thương chất trắng và không có tính chất hợp lưu và có ngấm thuốc khác nhau và có các cái có thể liên quan vi chảy máu. Thì các 24% thì các cái vi chảy máu lan rộng và khu trú, và có 11% là tổn thương chất trắng có tính chất hợp lưu, và các cái 5% là tổn thương chất trắng tại cái phần gối của thể trang, và 5% bệnh lý hoại tử cấp và tổn thương liên quan cuống tuyển não giữa. Thì đây là các cái thống kê các cái tổn thương có thể gặp qua nghiên cứu của Pháp. Thì đối với lại cái trẻ em mà cái bệnh nhiễm COVID và cái tổn thương nặng đe dọa đến tính mạng thì cái tỷ lệ trên cái nhóm bệnh nhân này chúng ta thấy là cái tổn thương bệnh não cấp đây chiếm là 15 trong số 43 bệnh nhân, và cái tổn thương nhồi máu chảy máu chiếm 12, các cái tổn thương viêm nhiễm thần kinh trung ương cấp tính hoặc là dạng ADEM, cái viêm não tụy cấp tây lan thì chiếm có 8 bệnh nhân, và các cái tổn thương phù não lan tỏa cấp tính cũng như là hội chứng Guillain-Barré chúng ta gặp các cái nhóm bệnh nhân trên cái nhóm đối tượng là trẻ em thiếu niên thì gặp công bố với cái tỷ lệ như vậy trên nhóm bệnh nhân nặng. Thì đầu tiên là cái tổn thương nhồi máu não trên bệnh nhân COVID-19 thì có nghiên cứu để đưa ra là cái đột quỵ nhồi máu thì đây là biến cố độc lập, tuy nhiên một cái nghiên cứu mới công bố trên tạp chí Stroke mới đây ấy, thì nói là cái nhồi máu trên nhóm bệnh nhân COVID thì nó không hoàn toàn tương tự trên các cái tỷ lệ xuất hiện trên hoàn toàn của những bệnh nhân khác, tuy nhiên là cái tỷ lệ tử vong cũng như là cái di chứng thì cao hơn rất nhiều. Cái tổn thương nhồi máu não cấp thì đối với trên nhóm bệnh nhân này thì chúng thấy là cái hay gặp trong cái số các cái tổn thương về thần kinh, và đây là cái yếu tố tiên lượng đầu xa, tiên lượng ra rất là xấu. Thì chúng ta có thể gặp là các cái nhồi máu các cái động mạch lớn, và cái thường là trên cái nhóm bệnh nhân mà có tăng DDME và các yếu tố viêm, và có thể phối hợp thêm các mạch khác ví dụ như là phổi hoặc chi. Thì đây là những nghiên cứu trên đăng trên tạp chí Stroke 2021 cho thấy là cái tỷ lệ bệnh nhân mà nhiễm COVID-19 mà bị cái đột quỵ thì giữa hai cái nhóm mắc và không mắc cái tỷ lệ thì nó cũng không có sự khác biệt. Tuy nhiên là cái tỷ lệ tử vong thì nó sẽ tỷ lệ sẽ cao hơn. Thì đây là cái hình ảnh tổn thương thì nó cũng không khác gì so với các cái hình ảnh chúng ta gặp trên bệnh nhân đột quỵ cấp, tức là cái có thể tác động mạch lớn và gây ra nhồi máu. Và đây là một cái bệnh nhân thiếu niên nhiễm COVID và cái xuất hiện các cái đột quỵ, nhưng mà thấy là cái tổn thương cả một cái bán cầu theo vùng cấp máu động mạch giữa bên trái, và đây trên hình ảnh nó thấy là cái hẹp tắc do cái động mạch giữa cái đoạn sau mà một trên cái bệnh nhân thiếu niên. Đây trên hình ảnh bệnh nhân COVID-19 cái tổn thương phổi.
rất là rõ. Và trên hình ảnh các lưu vi tính đây chúng ta thấy cái tổn thương nhồi máu, các cái ổ nhồi máu nhỏ trên cái bệnh nhân này. Các cái tổn thương liên quan đến huyết khối của xoang tĩnh mạch thì tổn thương này xuất hiện tỷ lệ thì ít hơn so với tổn thương của động mạch. Thì cái hình ảnh thì nó cũng không khác gì so với tổn thương của huyết khối tĩnh mạch khác, tức là cái vùng tổn thương của cái thủy não theo cái vùng diện dẫn lưu của cái hệ thống tĩnh mạch kèm theo các cái chảy máu ở bên trong tổn thương vỏ và dưới vỏ và trên các cái xung thì ai sao chúng ta thấy cái phần chảy máu bên trong và cái phần thủy não xung quanh và trên cái xung tốt như tốt 2D chúng ta sẽ thấy là không có hiện hình cũng như là các cái hình ảnh của cái dòng chảy của cái xoang ngang bên phải chúng ta thấy không có hiện hình trên bệnh nhân là có cái tắc xoang tĩnh mạch ngang sigma bên phải và gây ra cái nhồi máu của cái vùng thái dương bên phải có kèm theo cái chảy máu bên trong. Cái tổn thương đột quỵ chảy máu trên cái bệnh nhân COVID thì các hình thái xuất huyết hay gặp là các cái xuất huyết thùy thì các cái vi xuất huyết thì các cái vi xuất huyết này phân bố ở vị trí sát vỏ như là quanh thể chai và trong thể chai và cũng có thể gặp một số các xuất huyết ở dưới nhện cũng như là tụ máu dưới màng cứng và có thể là trong cái hội chứng CLASP thì chúng ta có thể thấy là những cái chảy máu ở trong các cái tổn thương bên trong kèm theo. Các cái nguyên nhân mà gây ra các cái chảy máu ở trên cái nhóm bệnh nhân này thì nhất là liên quan đến các rối loạn đông máu, các cái cơn bão cytokine miễn dịch ảnh hưởng các cái tế bào nội mô và các cái đông máu giải rác liên quan đến các cái đáp ứng viêm quá mức. Các cái can thiệp điều trị chúng ta khi mà chúng ta trên cái nhóm bệnh nhân COVID thì bao giờ cái điều trị chống đông cũng được đề cập đầu tiên cùng với lại các thuốc chỉ các cái thuốc steroid thì cái thuốc chống đông thì liên quan đến các cái biến chứng chảy máu cũng như là trong tình trạng ECMO chúng ta sẽ phải dùng các cái thuốc chống đông sẽ liên quan tới cái nguy cơ các biến chứng chảy máu và các bệnh lý nền nền cũng gây ra nguy cơ độc lập liên quan đến các chảy máu các cái xuất huyết chuyển dạ sau nhồi máu và các cái nhóm bệnh nhân mà nằm trên ICU thì các cái trung tâm hồi sức thì cái tỷ lệ bệnh nhân có chảy máu cao gấp rất là nhiều lần so với nhóm bệnh nhân mà không nằm trên các cái bệnh viện hồi sức thì các hình thái chảy máu thì có thể là chảy máu thùy hoặc là cái chảy máu ở trong thất cũng như là chảy máu dưới màng cứng chảy máu dưới nhện thì tất cả những hình thái đấy chúng ta có thể đều gặp trên vì nhóm bệnh nhân mà COVID trong quá trình điều trị. Các cái chảy máu vi thể thì chúng ta có thể thấy là các cái vị trí liên quan đến dưới vỏ các cái vị trí ở trong các cái chất trắng trong sâu quanh não thất và chúng ta thấy là cái chảy máu thì cả là trong các cái quanh thể chai cũng như là trong thể chai các cái chảy máu vi thể thì chúng ta quan sát thấy trên các cái nhóm bệnh nhân mà COVID thì cái liên quan các cái cơ chế được trình bày trên các cái chảy máu vi thể thì có thể liên quan thêm các cái thiếu oxy tổn thương thiếu oxy các cái tổn thương vi mạch nhỏ. Cái tổn thương thứ ba trên cái nhóm bệnh nhân COVID là cái tổn thương chất trắng thì thường gặp là trên cái nhóm bệnh nhân mà phải nằm viện kéo dài và cái tổn thương chất trắng là chia làm các cái nhóm, một là tổn thương chất trắng lan tỏa không có tính chất hợp lưu, tổn thương chất trắng lan tỏa và có tính hợp lưu và tổn thương thể chai. Thì cơ chế thì có các cái giả thuyết đưa ra là liên quan đến giảm thiếu oxy trên bệnh nhân ICU nằm lâu hoặc là những bệnh nhân có các cái tổn thương do cái nhiễm độc chuyển hóa cái tổn thương chất trắng và cơ chế miễn dịch cận viêm giống như là cái tổn thương dạng ADEM và cái hội chứng CLASP được gặp trên cái bệnh nhân mà trong quá trình điều trị. Các cái hình thái tổn thương chất trắng thì thấy trên cái xung T2 cũng như là FLAIR nó không đặc hiệu. Cái thường gặp là các cái tổn thương dạng đối xứng chủ yếu trên lều và cái hạn chế phức tạp. Thì các tổn thương chất trắng ở trong sâu đau hoặc là quanh não thất hai bên và ngấm thuốc khoảng quanh mạch ở xung quanh là cái tổn thương nó có dạng hốc hoặc hoại tử. Thì các tổn thương tắc vi mạch là các cái vi xuất huyết có thể gây ra các tổn thương kèm theo các tổn thương chất trắng. Thì đây là cái tổn thương chất trắng lan tỏa và không có tính chất hợp lưu, tức là những cái ổ tổn thương rất là khu trú nhưng mà nó lan tỏa. Chúng ta có thể quan sát thấy đây là cái quanh não thất cái tăng tín hiệu trên cái xung cái fusion. Một số tổn thương cũng có giảm trên cả ADC và các cái hình thái là trong cái cuống tiểu não và trong các cái thể chai và các cái tổn thương có thể là có các kèm theo các vi chảy máu ở bên trong và sau tiêm thuốc thì một số cái tổn thương cũng thuốc. Thì đây là cái tổn thương bệnh nhân bị COVID có một cái tổn thương khác có nhiều cái tổn thương chất trắng không có tính chất hợp lưu chúng ta thấy là trên cái xung diffusion ở trên cái xung flare chúng ta thấy nhiều các cái nốt tổn thương tăng tín hiệu sau tiêm thuốc thì không thấy ngấm thuốc nó lan tỏa. Thì đây là cái tổn thương chất trắng khác là trên cái ảnh diffusion và cái ADC là một số tổn thương thì nó không có các cái hạn chế phức tán trên ADC thì trên cái xung T1 chúng ta thấy các tổn thương nó giảm tín hiệu chất trắng dưới vỏ đây là cái vùng trung tâm bầu dục và sau tiêm thuốc thì các tổn thương này ngấm thuốc có thể dạng chấm hốc hoặc là cái viền xung quanh dạng hốc khoảng quanh mạch máu
Thì đây là cái tổn thương đã được ghi nhận trên cái bệnh nhân COVID-19. Các cái tổn thương chất trắng nhưng mà có tính chất hợp lưu, tức là các tổn thương mà nó xu hướng nó hội tụ thành một cái tổn thương dạng mảng lớn. Thì trên hình ảnh nó thấy tổn thương ở vị trí vùng bán cầu cũng như là vị trí của cuống tuyệt não, chúng ta thấy là các đám tổn thương chất trắng là lan tỏa ở vị cầu, và đây là cái tổn thương lan rộng cả hai bên bán cầu, quan sát thấy rất là rõ trên. Và chúng ta cần phân biệt với các cái tổn thương dạng khác, ví dụ như viêm não do virus, để cho các trường hợp này chúng ta cần có các cái xét nghiệm để não tủy đã khẳng định là âm tính với các cái yếu tố về viêm khác. Và các cái tổn thương mất myelin sau nhiễm trùng, sau nhiễm trùng có thể do vi khuẩn virus là cái cơ chế sinh ra miễn dịch gây ra các cái tổn thương chất trắng, thì đấy là cái cơ chế tổn thương mất myelin do cái viêm sau nhiễm trùng. Thì cái đấy chúng ta phân biệt thêm các cái tổn thương các cái bệnh viêm não tủy khác. Thì cái đối với bệnh nhân ghi nhận trên cái bệnh nhân mà COVID-19 tổn thương chất trắng thì nó được ghi nhận, thứ nhất là tổn thương không đối xứng, có thể tổn thương chất xám ở mức độ khác nhau và có thể ngấm thuốc dạng chấm hoặc là vòm hoặc quanh mạch máu. Phân biệt với các tổn thương các cái nhồi máu bán cấp cao do các cái di chuyển của các cái vi khối nhỏ, thì thường các cái tổn thương trong cái nhóm bệnh nhân COVID này quanh vị trí tạo thất có hình dạng bầu dục và bờ kém rõ và ngấm thuốc và có ngấm thuốc quanh có cái vòm mạch máu. Tiếp theo, trong cái tổn thương chất trắng thì chúng ta ghi nhận là cái tổn thương của thể trai trên bệnh nhân COVID-19 có thể gặp ở cả người lớn và trẻ em. Thì các cái nghiên cứu đưa ra các cái thống kê các cái tổn thương ở trên cái bệnh nhi đã được ghi nhận, và có một số nhóm bệnh nhi mà mặc dù cái tổn thương thể trai chúng ta thấy là cái xét nghiệm chỉ não tủy không thấy có cái bằng chứng của SARS-CoV như là cái yếu tố viêm trong não tủy. Theo Rasmussen thì cơ chế liên quan đến đáp ứng viêm quá mức là gây sản sinh nhiều cytokine, và đặc biệt là trong thể trai, đặc biệt là chỗ vị trí gối thể trai có rất nhiều các receptor glutamate, và đây là cái rất là cái nhạy cảm với các cái yếu tố trong quá trình viêm gây ra cái cơn bão cytokine khiến bệnh nhân COVID-19. Thì đây là hình ảnh chúng ta có thể ghi nhận là cái tổn thương ở vị trí gối thể trai và tăng tín hiệu trên cái diffusion giảm trên cái ADC. Ở đây là cái tổn thương khác, cái vị trí là của cái vùng thể trai tập trung nhiều, vị trí của gối thể trai cũng như là tổn thương cấp trắng ở vị trí của trung tâm bầu dục. Các cái tổn thương chất trắng khác mà chúng ta có thể ghi nhận là gây hội chứng não sau hồi phục, hội chứng CRESS. Thì cái hội chứng này chúng ta gặp rất trên rất nhiều các nhóm bệnh khác nhau, như tăng huyết áp, hoặc là bệnh nhân mà sau cái chạy thận chu kỳ, hoặc là có tiền sản giật, hoặc là dùng các cái thuốc, thì chúng ta có thể thấy là cái tổn thương vị trí ưu thế là vùng chất trắng ở vùng sau vì chậm hai bên, cũng như là cái vùng đỉnh và vùng trán. Đấy là một số các cái tổn thương, và trên cái thế tổn thương này thường là có thể hồi phục sau khi chúng ta chụp kiểm tra lại thì các tổn thương này sẽ hết. Chúng ta có thể ghi nhận các tổn thương thần kinh trung ương, đó là cái tổn thương của cái thủy thái dương trong trên cái bệnh nhân COVID-19. Thì những cái tổn thương thủy thái dương trong hai bên ấy, thì chúng ta thấy là cái đối xứng hai bên ở cái trên cái nhóm bệnh nhân mà cái viêm não do FS hoặc là tổn thương hệ viền, thì đây là cái tổn thương mà chúng ta cần phân biệt. Trên cái bệnh nhân COVID chúng ta có thể thấy ghi nhận được cái tổn thương của cái thủy thái dương trong hai bên, nhưng mà thường là một bên trên vì các bệnh nhân COVID. Về các cái tổn thương hạch nền trên bệnh nhân COVID thì thường gặp trên bệnh nhân mà sau khi mà có cái được nằm trong các đơn vị hồi sức và thở máy kéo dài, chúng ta thấy cái tổn thương nó giảm khuếch tán trên diffusion và tăng trên flare ở các cái vùng chất đen ở vùng cuống đại não. Các cái tổn thương vào sẫm thì cái tổn thương ngấm thuốc đối xứng hai bên, các tăng tín hiệu tự nhiên trên cái ảnh P1, và các cái tổn thương của các đường dẫn truyền thể vân chất đen, và các cái một số thì người ta đã làm các loại bệnh thì có thấy được phân nhiễm các cái lanh phô ở trong các tổn thương. Và khi mà cái tổn thương ở cái vùng chất đen như vậy thì nó sẽ nguy cơ bệnh nhân sau này sẽ có cái nguy cơ là cao bị các chứng Parkinson. Thì đây là cái bệnh nhân COVID mà trên cái thăm khám hình ảnh người ta đã ghi nhận, tức là vị trí vùng chất đen thấy các tổn thương nó tăng tín hiệu trên diffusion. Thì cái tổn thương này khi mà có những tổn thương như vậy thì cái nguy cơ bệnh nhân sau này sẽ mắc các cái tổn thương của cái chứng Parkinson. Thì đây là cái tổn thương của cái vị trí vùng bèo sẫm tăng tín hiệu tự nhiên trên vi ảnh tiêm 1, và sau tiêm thuốc thì tổn thương này cũng ngấm thuốc ra xung quanh rộng hơn trên cái bệnh nhân mà có cái tổn thương vùng chất xám. Các cái bệnh lý não hoại tử cấp tính trên bệnh nhân COVID thì cái tổn thương thì đối xứng và đa ổ và liên quan nhiều đến cái vị trí của vùng đồi thị hai bên, và có thể là có cái chảy máu bên trong. Và tổn thương ở trẻ em thì gặp nhiều hơn ở người lớn và liên quan đến các cái cơn bão cytokine.
và gây ra cái mất cái hàng rào máu não và cái tổn thương ở đường ống thuốc và có các cái vùng ống thuốc viện xung quanh. Và cái vị trí tổn thương thì đa dạng, thùng não chất trắng và tiểu não trên bệnh nhân này, ngoài cái tổn thương của cái vùng đồi thị hai bên, có cái vùng tổn thương của cái tiểu não cũng như là cái vùng chất trắng ở phía trên chúng ta có thể làm. Thì đây là cái bệnh nhân mắc năm 6 tuổi nhiễm COVID-19, thì các cái xét nghiệm dịch não tủy đã loại trừ các tổn thương do virus herpes cũng như là vaccine vaccine zoster virus cũng như là virus vaccine. Thì đây là cái tổn thương ban đầu, người ta thăm khám chụp thấy một cái tổn thương đồi thị hai bên. Thì những cái tổn thương đối xứng như vậy chúng ta cần loại trừ những tổn thương do huyết khối tắc tĩnh mạch, đặc biệt là các tĩnh mạch não trong hai bên nó hiện hình rất là tốt, như vậy không có cái của cái tắc bằng chứng của cái thông tắc của hệ tĩnh mạch. Thì trên cổng từ chúng ta thấy là cái tổn thương vẫn là đối xứng hai bên, và kèm theo là sau khi tiêm thuốc thì cái tổn thương này nó thuốc viện xung quanh có mọi từ trung tâm bờ không đều, và cái tổn thương này cũng ghi nhận là cái tổn thương cả cái vùng thái dương trong hai bên, nó giống như là cái tổn thương của FS mình chúng ta thấy là cái đã mô tả trong sách vở. Thì trên cái bệnh nhân COVID có cái bệnh lý não hoại tử cấp tính, cái tổn thương đó đối xứng và các cái vị trí tổn thương và có ngập thuốc. Các cái tổn thương khác tại não do thiếu oxy thì cái này cũng khá thường gặp, liên quan đến đường tim, đường tuần hoàn cũng như là cái thiếu oxy do cái tổn thương phổi trực tiếp của cái do virus cũng như là cái cơ chế miễn dịch của tổn thương phổi gây ra thiếu oxy. Thì các cái hình thái tổn thương thì tổn thương trên cái vùng hay nhạy cảm với lại thiếu oxy, hạch nền, nhân bèo, đầu nhân đuôi, các cái vùng vỏ não hai bên, và bệnh nhân nằm ở các cái đơn vị mà hồi sức thấy các cái tổn thương của cái vùng nhân bèo hai bên, cái này tổn thương vùng đầu sẫm ở trên cái diffusion cũng như là cái xuống T2 chúng ta thấy là có những cái hoại tử chảy máu bên trong các cái chảy máu vi thể. Và khi mà tổn thương nó rộng do cái suy hô hấp kéo dài hoặc là người tim chúng ta thấy cái tổn thương vỏ não cũng như là cái chất xám nó tăng tín hiệu xuống T2 cũng như là flare, và chúng ta có xuống mạch lên thì để xem ra cái tình trạng của cái mạch mạch cấp máu để chứng minh chẩn đoán chết não, thì chúng ta thấy là cái hiện hình mạch máu ở trên não không có hiện hình nữa, trong cái tiêu chuẩn chẩn đoán là mất não chúng ta thăm khám hàng ngày. Các cái tổn thương viêm não màng não trên bệnh nhân COVID-19 thì liên quan đến giả thuyết về virus xâm nhập trực tiếp hoặc là đáp ứng viêm hoặc là phối hợp cả hai, thì các hình thái rất là đa dạng, thì tăng ngấm thuốc của màng não, thay đổi tín hiệu, tổn thương dạng mà viêm não tủy cấp tây lan, còn tổn thương viêm não hội viện hoặc là viêm não hoại tử cấp như vừa rồi trình bày, cũng như là các cái viêm não chảy máu và các cái tổn thương, một số tổn thương có đặc hiệu và không phát hiện được trên hình ảnh. Thì đây một cái trường hợp bệnh nhân một cái trẻ trai nhiễm COVID và cái tổn thương chúng ta thấy là tổn thương cả não và tủy, và cái tổn thương này có ngấm thuốc thành cái đám mảng hai bên của phủ não và có những vi chảy máu ở bên trong, và tổn thương tủy nó khá là khu trú và có phủ não xung quanh và ngấm thuốc thì chẩn đoán là cái viêm não tủy giống như là cái dạng ADEM. Đây là một cái tổn thương viêm não khác trên cái bệnh nhân COVID cũng vậy, cái tổn thương đối xứng hai bên cả vỏ não chất trắng chất xám hai bên bán cầu. Trên cái ảnh sau tiêm hầu như không có ngấm thuốc, thì ngấm thuốc một cái phần màng não xung quanh trên cái diffusion và trên cái ADC cái tổn thương lan rộng. Các cái tổn thương về dây khíu trên bệnh nhân COVID thì cái mất khíu giác đây là cái triệu chứng lâm sàng đầu tiên, ngoài các dấu hiệu về sốt cũng như là dấu hiệu khác thì các cái nghiên cứu đã công bố, ví dụ theo Vigomos thì báo cáo 7 trên 37 bệnh nhân trường hợp có các biểu hiện bất thường thành khíu ở trên cái ảnh T2 cũng như là các hình ảnh ngấm thuốc bất thường ở trên cái bệnh nhân COVID-19. Thì đây là cái hình ảnh chúng ta quan sát thấy bệnh nhân cái hành khíu bình thường trên ảnh T2 và ảnh sau tiêm thì không thấy ngấm thuốc. Nhưng trên bệnh nhân COVID chúng ta thấy là cái hành khíu và sau khi tiêm thuốc đây có hình ảnh ngấm thuốc ở phần hành khíu. Trên cái nhóm bệnh nhân COVID chúng ta có thể nếu thăm khám chúng ta có thể ghi nhận được các cái bất thường thay đổi. Ở trên bệnh nhân này chúng ta thấy tổn thương của cái hành khíu ở bên trái tăng tín hiệu tự nhiên trên cái T1 và đây là ảnh trên T2. Cái này liên quan đến các cái hình ảnh tăng tín hiệu tự nhiên trên T1 trên bệnh nhân này có liên quan đến hiện diện của metmorphin trong cái phần thành khíu thì nó đã được ghi nhận các cái thay đổi của cái tổn thương vùng thành khíu. Các cái tổn thương dây thần kinh sọ khác cũng đã được ghi nhận trên cái nhóm bệnh nhân COVID, thì đó là các cái viêm dây thần kinh thị, các cái dây thần kinh cộng nhãn, và chúng ta phải gặp trong các triệu chứng Miller-Fischer, cái biến thể của cái chứng Guillain-Barré đặc trưng bởi các cái tam chứng là liệt cộng nhãn, thất điều và giảm phản xạ và xuất hiện sau một tình trạng nhiễm trùng. À, trên hình ảnh cộng từ chúng ta thấy thay đổi chỉ đạo và tăng ngấm thuốc của dây 3. Thì đây là cái bệnh nhân chúng ta thấy hình ảnh của cái
ngâm thuốc của dây thi đi ba và kèm theo là ngâm thuốc của cái phần màng não xung quanh phần phủ não sinh tử ở phía sau, gây cái tổn thương có cái dây kinh sọ thì nó bệnh nhân COVID. Và các cái tổn thương dây sọ khác là các cái ngoài sọ thì chúng ta thấy có thể tổn thương trong tủy, giống như là cái bệnh giống như là cái tổn thương dạng là viêm tủy phế lam như vừa rồi, và tổn thương dạng vùng đuôi ngựa cũng như là rễ thần kinh sống và trong ví dụ chứng Guillain-Barré. Và cái như theo nghiên cứu của Agumet thì có 73 ca hội chứng Guillain-Barré liên quan đến COVID-19, thì các cái xét nghiệm bằng chứng về virus trong dịch não tủy thì đều âm tính, và trong đấy thì có 23 trường hợp được chụp cụm từ thì có 13 trường hợp là có tổn thương tủy sống của dây sống và thuốc của màng tủy. Và thường các triệu chứng, các dấu hiệu này thì xuất hiện sau với triệu chứng hô hấp từ 2 đến 3 ngày. Thì đây là một cái trường hợp bệnh nhân nhiễm COVID và có triệu chứng thần kinh yếu chi dị cảm trên cụm từ, chúng ta thấy cái tổn thương ngấm thuốc của vùng màng tủy cũng như là cái vị trí của cái vùng đuôi ngựa, và trên hình ảnh cắt ngang chúng ta thấy đây các dây thần kinh ở trong cái rễ, trong cái ống sống của vùng cắt lưng, chúng ta thấy này ngấm thuốc trong cái triệu chứng Guillain-Barré người ta có thể nhận được. Tóm lại các cái tổn thương não trên bệnh nhân COVID-19 thì đa dạng, không đặc hiệu, nó liên quan chính trong quá trình phản ứng viêm và bão cytokine, đông máu và các nhiều yếu tố trong quá trình điều trị. Các biểu hiện hình ảnh tổn thương thần kinh phổ biến nhất trên bệnh nhân COVID là nhồi máu não, xuất huyết nội sọ và bao gồm cả các vi xuất huyết. Thì các hình ảnh tổn thương khác thì gặp liên quan đến bệnh lý chất trắng, các cái tổn thương dạng mây đen, các tổn thương nhiễm độc thể chai, tổn thương hành thiếu và các dây nhân sọ, tổn thương tủy sống cũng như là các cái dây thần kinh trong ống sống trong cái hội chứng Guillain-Barré. Và cái khi mà có tổn thương thần kinh thì đây là một cái yếu tố tiên lượng kém ở bệnh nhân COVID-19, và các dấu thần kinh này chúng ta có thể sau sau cái hậu COVID chúng ta thăm khám cộng từ ghi nhận là các cái tổn thương thần kinh có thể nó sẽ còn tồn tại di chứng kéo dài. Thì đây là cái phần trình bày của tôi, xin trân trọng cảm ơn quý vị đại biểu.